Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình đang nhận một cái món hàng của khách người ta gửi về cho mình để mình làm. Thì trong này nó có một cái tổng phanh và hai cái trợ lực ly hợp dưới ha. Thì người ta gửi về để cho mình làm. Cái tổng phanh này thì nó đang bị mất tầm ra. Thì cho nên mình muốn làm cái video này và mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em là cái chỗ nó bị mất tầm ra ha. Nguyên nhân vì sao mà nó mất tầm ra đó, để cho mình hướng dẫn cho tất cả anh em ha. Thì đây là cái con tổng phanh của xe Deo. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like subscribe. Mình có nhận bổ dưỡng các loại tổng phanh hoặc là các trợ lực ly hợp của các cái dòng xe tải ha. Thì các anh em mình cần thì gửi cho mình thôi. Số điện thoại của anh mình là 0389898100. Thì video lần này mình tháo ra và mình sẽ chỉ cho tất cả các anh em cái nguyên nhân nào, cái chỗ nào, cái bệnh gì mà nó dẫn đến tình trạng là nó bị mất tầm rài như vậy, để các anh em mình có thể là ở nhà chúng ta có thể sửa chữa được ha. Hoặc là các anh em mình cũng có thể là mua vật tư của bên mình và chúng ta ráp vào là ok ha. Rồi, let's go. Thì để mình nói sơ qua cho tất cả các anh em mình biết cái cấu tạo của nó ha. Thì các anh em mình hãy để ý nè, chữ trên cái những cái lỗ này ha, thì nó có chữ sup này. Đây, ví dụ chữ sup là có nghĩa là nguồn ha, có nghĩa là hơi từ bình chứa nó sẽ đi vào cái lỗ này ha. Và những cái lỗ còn lại chữ nó có chữ DL là thì nó là những cái lỗ mà lỗ phân phối, có nghĩa là khi mình đập phanh thì nó lấy nguồn từ ống này, nó chuyển qua ống bên này và đi ra. Tầng tay này cũng vậy luôn, nó cũng có chữ sup và chữ đeo ha. Thì các anh em mình lưu ý cái điều đó thôi ha. Bây giờ mình tiến hành mình tháo ra. Các anh em mình xem video này có thể là sửa chữa được tại nhà ha. Cái này thì nó dễ thôi ha, không vấn đề gì hết. Các anh em có thể ở nhà tự sửa chữa. Mình mở ra và mình sẽ nói cho tất cả các anh em mình biết là cái chỗ nào, các anh em mình cần phải để ý cái chỗ nào để chúng ta sửa chữa nó ha, một cách chuẩn nhất. Ở một cái video lần trước thì mình cũng đã nói về sơ bộ về cái nguyên nhân mà nó mất tầm rà đó. Thì các anh em mình đón xem video đó thì các anh em mình cũng có thể là biết được cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, rồi sau đó chúng ta sẽ bổ dưỡng ha. Thì cái van này thì theo lời của anh chủ xe thì anh nói là nó bị mất tầm rà thôi chứ nó không có bị xì hơi ha. Đó, như mình phán đoán thì cái này đã sửa chữa rồi ha, đã sửa chữa, đã thay thế rồi. Đây, cái bộ này đã sửa chữa thay thế rồi các anh em, chứ không phải là bộ rin đâu ha. Đây, các anh em mình thấy không, người ta làm mỡ bò rất là nhiều ha, mình bổ dưỡng rất là ít, chỉ cần một tí mỡ bò thôi, không cần phải nhiều như thế này đâu ha. Mình làm nhiều mỡ bò quá đâm ra là nó mau nở, giãn nở cái siêu này này. Hoặc là mỡ bò này, các anh em mình thấy không, mỡ bò từ dưới này nó tròn lên trên cái mạc này, thì dẫn đến là nếu trong hệ thống hơi chúng ta mà có mật sát này, có mật sát từ bình chứa nó dội lên á, thì nó sẽ cắn vào những cái vị trí này và nó sẽ gây xì ha. Đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ thực tế nhất cho tất cả các anh em ha. Tiếp theo là các anh em mở con này ha. Các anh em mình để ý nè, đây này, đây mình thấy không, nó đang bị lệch tâm này nha. Đây, các anh em mình thấy cái khoảng này nó nhiều hơn khoảng này đúng không? Đây, đấy, cái kẻ nó đang bị lệch tâm rồi đó. Đó là cũng là một nguyên nhân mà dẫn đến là bị mất tầm rài, vì nó sẽ chuyển động không có được điều đạn thì nó sẽ bị mất. Thì bên mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư của cái tổng phanh này ha. Các anh em cần thì liên hệ với bên mình ha, 0389898100. Mình sẽ gửi hàng cho tất cả các anh em và mình báo giá cho tất cả các anh em. Số của mình là có Zalo luôn ha. Các anh em đúc cái tô vít vô cái lỗ này này các anh em. Đây, cái lỗ này. Đấy. Sau đó chúng ta mở cái này lên.
cái này mình thấy nó bung này không ha. Đấy, các anh em mình lưu ý nha, đó có vị trí laptop nó như vậy đó. Các anh em lưu ý trong này nó có một cái miếng ron nhỏ 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 nè ha, nó dặn nhựa. Lò xo thì trong này nó có hai cái lò xo, một cái lò xo này cứng nè thì nó nằm ở mặt trên ha, còn cái lò xo mềm nó nằm ở mặt dưới. Đây, để mình tháo ra cho các anh em, cái lò xo nằm trong này. Đây. Đây, cái lò xo nằm nhỏ trong này ha. Đấy. Đây, cái lò xo này này, lò xo này nhỏ ha. Đấy. Cái nguyên nhân bị mất tầm rà đó là chính là đây các anh em. Mình sơ bộ ra mình thấy là nó là đây nè. Bây giờ hiện tại người ta đã thay vô hai cọng siêu này rồi, nhưng mà có vẻ là nó nặng các anh em ạ. Đây. Nó nặng lắm. Này. Này mình thấy cứng không? Đó. Nó cứng như vậy thì dẫn đến là nó ấy. Này có vẻ cứng này ha. Nó sẽ chuyển động không có được linh hoạt ha, đây này. Này mình thấy không? Nó rất cứng. Đập phanh nó rất là cứng. Nếu mà nó chuyển động mà không linh hoạt như thế này thì nó sẽ bị gây hiện tượng là chúng ta đập phanh một cái là nó bị cắm đầu ha, mất tầm rà. Đó. Còn lại mỡ bò của này mình thấy rất là ok, còn rất là tốt. Để xíu mình vệ sinh ra để mình kiểm tra thử nó có vấn đề gì nữa hay không ha. Và mình để mình tháo cái lớp bề này ra coi thử nó có vấn đề gì nữa không. Ok, lớp B là còn ok này. Có vấn đề gì ha. Đó. Giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh sạch sẽ ha. Tiến hành mình vệ sinh sau đó mình sẽ lắp ráp lại ha các anh em ha.